Cô rất là cảm động khi cái tấm chân tình của cô Hằng về đây để chia sẻ cùng đại chúng, để là đại chúng có được một cái kinh nghiệm trong đời sống. Nhưng mà như cô Như Ý vừa nói thì khi đã cô đã có cái lòng tới đây thì chùa Long Hương cũng quý ni chùa Long Hương cũng sẽ mở rộng vòng tay và sẽ có một cái tình cảm tương xứng để đáp lại với cô. Và cô mới nói là khi sư phụ đã có dạy nhiều lần, sở dĩ như cô Hằng nói là tại vì cô Hằng là có từng nghe và biết là tất cả những người xuất gia chứ trong lòng ngổn ngang, thì xin thưa thiệt cái việc đó có chứ không phải không. Nhưng mà đặc biệt là chư ni chùa Đông Hương là đặc biệt khác hơn các nơi khác, vì được ôm mầm mà giáo pháp của sư phụ. Và sư phụ Đức Phật có từng dạy, và sư phụ cũng từng dạy là mình biết đủ là hạnh phúc. Trong kinh có nói là tri túc tri nhân ti ngọ địa cụ, du vi an lạc bất tri túc giả, ti phú thiên đường diệt bất sinh ý. Có nghĩa là khi mà mình biết đủ thì mình nằm ở dưới đất co tay làm gối nó vẫn đủ và hạnh phúc. Còn khi mình không biết đủ thì mình có thắt sanh lên khỏi trời, mình vẫn thấy thiếu thốn. Thì chư ni chùa Long Hương đã học theo cái pháp sư phụ, và mặc dầu là cái bên ngoài cái vật chất, cái khổ, cái tâm lý như thế nào đó, nhưng mà chư ni chùa Long Hương là về cái mặt mà an tịnh, sống có một cái đời sống an lạc trong cái nếp sống tu hành, thì cái việc đó là với cô có được. Cho nên là về cô Hằng, cô rất là có phước duyên là vừa đẹp, vừa giàu, vừa giỏi, vừa thành đạt, và vừa có những cái tâm từ để trải lòng giúp được đỡ tất cả mọi người trong xã hội. Nhưng mà cô thấy thì hình như cô Hằng mới thương cô Hằng có phân nửa, chứ không có thương trọn vẹn. Tại vì khi mà mình làm tất cả những điều phước thiện đó, thì nó thuộc về cái pháp thế gian. Nó có đó, tuy dầu thấy nó lớn nhưng mà nó vẫn không có cái bền chắc. Và khi Phật dạy đó là mình phải nỗ lực, mình thương mình thật sự thì phải hướng về Phật đạo, thì phải có cái trí tuệ Phật đạo mới không khổ được. Và cô muốn cô Hằng đến chùa Long Hương rồi thì cô Hằng tu mà nhất định không cần phải cạo đầu, không cần phải vô chùa, mà không cần phải đau khổ, phải tủi thân gì nữa. Và sau này cô sẽ có một cái cuộc sống chỉ là vui cười, và nếu có khóc thì khóc hạnh phúc chứ không được khóc đau khổ. Cái đó giáo pháp của Đức Phật đi đúng con đường chánh đạo, điều đó sẽ có. Và cái điều đó sẽ hỗ trợ cho mình phải hướng về đạo pháp mà mình học hỏi. Như trong kinh Hoa Nghiêm sư phụ đã từng dạy là dù mình có trí tuệ, dù mình có cái trí thế gian là tất cả các bằng cấp, coi như là mình thông thạo tất cả những gì trên thế gian này, và về phước báo mình có tài sản là lớn cho đến nỗi vàng mình chất thành núi, thì Phật dạy trong kinh cái đó là cái ngũ dục lạc rất là nhỏ và nó rất là mong manh. Phật dạy cái ngũ dục lạc và cái trí thế gian đó nó giống như là con muỗi mà chấm chân xuống nước biển, thì những cái giọt nước dính trên chân nước biển đó, dính trên chân con muỗi đó, thì ví cho cái trí của thế gian và cái ngũ dục lạc của thế gian. Còn cái tài sản lớn và trí tuệ của Phật bảo, của Phật đạo thì giống như là biển lớn mênh mông bao la. Cho nên nếu mà cô Hằng muốn làm tất cả những việc ở thế gian, tròn bổn phận người mẹ, người vợ, tròn bổn phận trách nhiệm với đời, với đạo tất cả, cô Hằng phải nâng cấp một bước nữa là phải nghiêng sâu học giáo lý. Thì khi mình học giáo lý, mình hiểu được giáo lý Phật, mình sống đúng giáo lý Phật, thì mình sẽ có được một cái cuộc sống rất là an lành, bình yên. Mặc cho phong ba bão tố, mình vẫn an nhiên tự tại và làm tất cả các công việc của một người cư sĩ hộ trì Phật pháp đúng nghĩa. Và có như vậy mình mới thương mình thật sự trọn vẹn. Chứ bây giờ như cô Hằng là mấy chục năm nay cô Hằng làm từ thiện, làm việc phước lành, nhưng mà cô Hằng chưa ngồi yên trong cái thời tụng kinh, tại tâm trí nó đi rồi. Và chuyện này chuyện kia chi phối thì cô Hằng chưa hạnh phúc thật sự. Chỉ hạnh phúc trên cái danh
trên tất cả những tiền tài danh vọng. Chứ nơi nội tâm cô Hằng rất là rối, rất là ngổn ngang. Và chư ni chùa Long Vương muốn rằng trợ cho cô Hằng cái duyên là cô Hằng sẽ có một cái hạnh phúc thực sự. Mặc dù còn tóc, còn hình tướng cư sĩ, nhưng mà cô Hằng phải có một cái cuộc sống vững chãi khi mình nắm biết được, thông được giáo lý nhân. Vậy thì ngay bây giờ cô phải tập trung tinh thần để chạy đua, mình chạy đua về tinh thần thôi. Thật sự thì sư phụ có nói rằng đối với cô Hằng bây giờ là sở dĩ hiện tại cô đã được tất cả như vậy là do nhiều đời nhiều kiếp cô đã vun bồi cái phúc lành và có học pháp nên cô mới được cái phước vậy. Thì không phải tới đây mình ngưng, cho nên khi mình biết được cái phước duyên mình dạy thì mình phải hâm nóng lại, mình phải học Phật pháp. Cũng như cô Hằng nói là cô Hằng không biết lý do tại sao mà khi còn nhỏ trong nhà nhiều anh em, mình cố gắng mình dễ thương mà không ai thương mình hết. Thì cái đó cô Hằng mà muốn biết được lý do nguyên nhân và mình trả lời với chính bản thân mình như thế nào. Đơn giản cô Hằng về đọc cái cuốn sách mà sư phụ mới xuất bản đó, Kinh Thập Thiện, trong đó nói rất là rõ chi tiết vì sao. Thì sư phụ mình có dạy là tất cả ở trên đời này không có ai ghét mình cả. Có những cái duyên mà những bài học mình chưa học mình phải học. Nhưng như vừa rồi cô Hằng có nói là dù người ta có hại đi chăng nữa cô Hằng không chết. Có nghĩa là những bài học đó chỉ giúp cho cô Hằng là sóng gió hoặc nó trong trên thôi, chứ không ai giết mình. Vì có lẽ là những bài học đó cô Hằng chưa học thì vũ trụ này, trời đất này, mọi người sẽ giúp mình học bài học đó. Tất cả vũ trụ trời nói rất là đúng là cô Hằng làm tất cả những cái việc đó mình không có cam tâm, để giống như cô nói là mình đã mài tình cảm hay tất cả cái gì, điều đó cô làm đúng và cô rất là thành đạt. Nhưng mà cái máu lửa của cô á, sư cô muốn nói với cô Hằng là phải máu lửa học pháp thêm nữa để làm tất cả các công việc. Máu lửa là cái máu lửa chỗ học pháp. Để chi? Để sau này mình làm tất cả cái công việc của xã hội, làm tất cả cái gì mình có cái niềm an vui, hạnh phúc và không bao giờ sau này nghe cô Hằng nói tới cái câu là tôi tuổi thân quá mà tôi phải hạnh phúc vì tôi cống hiến, tôi lo cho mọi người. Và hiện giờ tôi có một cái tinh thần vững chãi khi tôi học hiểu thêm đạo pháp. Và cái đó giống như là gọi là mình phải có bi trí dũng, cái kiềng ba chân nó mới vững. Và bên cạnh về vật chất mình đầy đủ rồi thì phải cái tinh thần mình vững mạnh. Là cô muốn cô Hằng là phải máu lửa cái đề học pháp để cô làm tất cả các việc thế gian này, mà cô Hằng sẽ không có những giây phút mà tủi thân một mình và mình máu lửa. Xin có ý kiến là cái ý của cô muốn cô Hằng quay về học pháp là không phải là cô Hằng sẽ từ bỏ công danh sự nghiệp chồng con, không phải. Cô Hằng làm tất cả mọi việc và còn phải làm nhiều hơn nữa, nhưng mà cái tâm mình hướng tới học Phật, không phải cạo đầu, không phải vô chùa này, mà mình học giáo lý, mình hiểu Phật pháp rồi mình sống trong Phật pháp được thì mới vững cho mình, chứ không kêu cô Hằng vô đây cạo tóc đâu. Như vậy là sẽ mọi người mất đi cái quyền lợi lắm, vì cô Hằng đang làm lợi cho mọi người. Ý cô ở ngay điểm đó.